Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Để giải bài này á, chúng ta phải đi khảo sát hàm số cái phương trình này. Đầu tiên chúng ta đạo hàm phương trình này lên. Đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương, 0,3 nhân 3 là 0,9. Đạo hàm của x bình phương là 2x, 36 nhân 2 là 72. Đạo hàm chữ x là số 1. Còn cục này hằng số chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho p'x bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì có nghĩa là cái cục phương trình này bằng 0. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì chúng ta vô vào đây nè, chúng ta chọn số 9, chúng ta chọn số 2, số 2, chúng ta nhấn số liệu vào. Chúng ta ra x1 bằng 100 và x2 bằng -20. Tuy nhiên, để nói x là số máy sinh tố sản xuất, cho nên -20 không thỏa mãn trong điều kiện này. Và chúng ta lấy x bằng 100 này nè, mình thế vào cái cục phương trình này. Thì chúng ta ra 192.000. Tuy nhiên, để dùng là nghìn đồng thì có nghĩa là cái cục này nè sẽ đổi thành 192 triệu đồng. Tại vì là 192.000 và thêm nghìn nữa cho nên nó mới ra 192 triệu. Sau đó chúng ta đi vẽ bảng biến thiên. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0, kết thúc tại vị trí cộng vô cực. Chúng ta có 100 ở đây. Chúng ta thấy rõ ở đây là -0,9, có nghĩa là số âm. Như vậy dấu ở bên đây là dấu âm, qua số 0 là dấu cộng. Như vậy, tại vị trí x bằng 0, chúng ta thế số 0 vào đây. Thì chúng ta ra -48.000. Sau đó lên đây là 192.000. Và sau đó nó giảm xuống âm vô cực. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta dùng vào cái tất cả mọi thứ để giải từng câu một. Câu A. Khi chỉ sản xuất một vài máy sinh tố mỗi tháng, công ty sẽ bị lỗ. Nếu chúng ta để ý kỹ nha, ở đây tại vị trí x bằng 0 chúng ta có -48.000. Bây giờ mình chọn 1, 2, 3 máy sinh tố. Chúng ta thế vào cái cục phương trình này, nó vẫn ra số âm. Thì điều này, câu này đúng. Câu B. Công ty phải sản xuất ít nhất 20 sản phẩm mỗi tháng thì mới hòa vốn. Hòa vốn có nghĩa là cái Px nó sẽ bằng 0. Có nghĩa là lợi nhuận bằng 0 á. Thì bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio một lần nữa. Chúng ta nhấn vào số 9. Chúng ta nhấn vào số 2. Chúng ta nhấn vào số 3. Tại đây là phương trình bậc 3. Chúng ta có 152, 20 và -52. Như vậy 20 và 152 là thỏa mãn nhất, nhưng mà 20 là nhỏ nhất thì chúng ta sẽ chọn câu A. Câu có số 20 nha, như vậy là câu B là câu đúng. Câu tiếp theo, công ty nên sản xuất 80 sản phẩm mỗi tháng để có lợi nhuận cao nhất. Thì chúng ta thấy rõ, chúng ta tính ra được 100
thì mới có lợi nhuận cao nhất là 192 triệu đồng. Tuy nhiên 80 nó nằm ở đây, thì giá trị của cái cục này à, nằm ở vị trí này, nó thấp hơn 192.000. Như vậy câu này sai. Lợi nhuận lớn nhất thì chúng ta có 192 triệu đồng, chúng ta tính ở đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.